Đấy, báo giá công khai luôn cho các bác nhá. Đấy, con này là loại này này. Ti, loại này các bác nhá. Ti 180, vỏ ngoài 200. Vỏ ngoài 270. Hành trình là 250 nhá. Đấy, một cây này bán cho các bác giá 10 cũ rồi nhá. Đây, bao gồm này, van xả nhanh này, bao gồm van chống lún, chân gen 3/4 nhá. Đấy, riêng một cây xi lanh này này, các bác mà một con van chống lún này các bác mua ngoài là đã hơn gần 3 triệu nhá, đã 3 triệu hơn 3 triệu rồi. Con van xả nhanh gì nữa, cũng rất nhiều tiền. Đấy, bán cho các bác loại này là 10 triệu một cây nhá. Đấy, còn con này này. Con này là Ti 250 các bác nhá, Ti 250. Vỏ ngoài 370, hành trình là 300, hành trình là 300 đến 350 các bác nhá. Hàng rất chi là đẹp luôn. À, cây này bán cho các bác giá 15 triệu nhá. Cây này nó nặng dơ tầm 600 kg. Đó. Và là cây này con này Ti 250. Ti 250. Vỏ ngoài 370. Hành trình 200. Hành trình cây này nó 200 các bác nhá. Đấy, cây này là bán cho các bác giá là 12 củ này, 12 củ nhá. Cây này nặng dơ tầm 450 cân. À, còn loại này là cây này Ti 170 các bác nhá. Ti 170. Vỏ ngoài 270. Hành trình 250. Cây này bán cho các bác giá là 10. Cây này bán cho các bác giá cũng 10 cũ rồi nhá. À, còn đây có cái khung máy ép thủy lực, khung ép thủy lực này. Con này là hai trụ xéo các bác nhá. Loạt khung nó rơi tầm 300. À, con này cái khung này là bao gồm là được 4 cây xi lanh này. 4 cây xi lanh các bác nhá. Và một con motor thủy lực. Đấy, khung này các bác lấy như này thì em để cho các bác giá là 10 cũ, nguyên combo cả cái khung này luôn. Đấy, các bác vào việc thì cứ liên hệ cho em nhá. Liên hệ cho em theo số 0985324456 hoặc là số 0355557558. À, cái dòng này nó nặng rơi vào tầm 300 kg các bác, 300 kg, hơn 300 kg. Đó. Các bác xem được video thì ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em nhá.